khán giả đang có mặt ở đây. Hôm nay một bầu không khí rất là tuyệt vời, và từ trong kia Xuân Lan đã nghe những tiếng cổ vũ của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng cần được mọi người hãy ủng hộ cho team The Next Gentleman mùa đầu tiên thành công tốt đẹp, và tất cả các thí sinh đều sẽ tỏa sáng trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn sư mẫu Xuân Lan. Và ngay bây giờ Thanh Thanh Huyền đang được đứng cạnh Hoa hậu Hương Giang. Một tràng vỗ tay cho Hoa hậu Hương Giang. Và thưa quý vị, trong mấy ngày nay thì Hoa hậu Hương Giang đã rất là vất vả và dành cực kỳ nhiều những tâm huyết cho chương trình, thì không biết ngay lúc này cảm xúc của Hương Giang như thế nào. Thank you. Em chỉ muốn nói là em xin chùa, ngày trước em nghĩ em là ngôi sao thì em sẽ lúc này đòi hỏi ban tổ chức cái này một chút, đòi hỏi ban tổ chức cái kia một chút, và từ ngày em làm show là em chừa rồi quý vị ơi. Từ giờ em sẽ luôn luôn thông cảm cho ban tổ chức. Ngày xưa đến với một chương trình nào đó thì mình tới trước 15 phút, 30 phút thôi. Nhưng mà đây là ở đây từ sáng đến khuya, chạy vậy không quan tâm nữa, váy dài, váy ngắn, sắn lên chạy hết. Nào là đón khách, nào là tất cả mọi thứ. Nhưng để nhìn thấy được tất cả những cái mà mình mang tới mà được mọi người yêu mến, mọi người đón nhận thế này, quá đã, không có gì có thể đánh đổi được. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và hãy ủng hộ cho The Next Gentleman nha. Vâng, xin cảm ơn Hoa hậu Hương Giang. Tôi biết cảm giác đó bởi vì cô đã thậm chí là không dành thời gian để ăn trưa mà chạy chương trình rất kỹ lưỡng cho các vị học trò của mình trên sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sư mẫu Hà Anh. Thưa quý vị, là một người phụ nữ cá tính, nhưng hãy nhìn cách Hà Anh chăm sóc cho từng chiến binh quý ông của mình sau hậu trường. Chúng ta sẽ biết được cô ấy thương học trò của mình như thế nào. Và nhìn những người học trò của mình ngày hôm nay bước những bước đầu tiên trong phần trình diễn của mình đêm chung kết này, cảm xúc của một người chị, một người thầy và thậm chí cả một người bạn như thế nào? Cảm ơn Giang. Ok, mọi người giúp lại anh nha. Ok, first. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Khang vì câu hỏi. Đến với chương trình The Next Gentleman, Hà Anh thực sự cảm giác như là Hà Anh đang được đến với chương trình The Next sổ số. Bởi vì sao? Bởi vì Hà Anh thực sự là trúng sổ số độc đắc. Khi mà anh có trong tay là 6 chàng trai vô cùng tuyệt vời, Hà Anh và các em đã trải qua những chặng hành trình thật là tuyệt vời trên The Next Gentleman. Đã trải qua bao nhiêu là nước mắt, nụ cười, niềm vui, nỗi buồn. Tất cả những cái điều đó đều làm Hà Anh và các chàng trai thêm mạnh mẽ, cái lửa trong mình càng thêm cháy bỏng. Và ngày hôm nay Hà Anh thực sự là nhìn thấy các chàng trai ở sau rất là hạnh phúc. Và một điều gọi là trúng độc đắc nữa, đó là có được tình cảm của rất nhiều các bạn fan. Cảm ơn tất cả các bạn. Nói tiếng Việt thì các bạn không hiểu á, đó tại sao Kim phải nói tiếng Anh à? Okay. Thưa quý vị, tôi hỏi đùa với Kim Lý, tại vì lúc mà chạy trong hậu trường thì Kim Lý đã để tôi có thể nói hết mọi thứ một cách rõ ràng, thì xin hãy đặt câu hỏi tiếng Anh. Thank you, Kim Lý, for coming here. So your question is, what is the definition of gentleman, and what is the difference between Asian gentleman and Western gentleman according to you? I think being a gentleman is very universal. It doesn't matter if we're in the West or if we're in Asia. The main thing is to be polite, humble, kind, and assertive. And I think that's what we're going to see tonight. I'm very excited for it. Thank you, Kim Lý. Tôi hỏi anh là anh hãy cho chúng tôi biết định nghĩa một quý ông là như thế nào, và điều khác biệt giữa một quý ông phương Tây và một quý ông Á Đông sẽ như thế nào. Thì Kim bảo, thật ra cái khái niệm quý ông thì nó là toàn cầu ở trên khắp thế giới rồi, nhưng mà những điều cốt lõi để tạo nên một người quý ông đó chính là sự lịch lãm, sự hài hước, sự thân thiện và cả sự rộng lượng. Và tôi tin ngày hôm nay đó là cảm xúc tuyệt vời nhất khi tôi có mặt ở trong đêm chung kết này. Thank you for coming here. Tuyệt vời. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và Thanh Huyền có hỏi anh Matthew là anh Matthew cảm thấy như thế nào, có phấn khích với lại buổi tối ngày hôm nay hay không? Và anh ấy cảm giác là buổi tối hôm nay là một đêm cực kỳ hoành tráng và thật tuyệt vời khi tôi được góp mặt trong một sự kiện trong một cuộc thi hoành tráng và uy tín nổi tiếng tại Việt Nam như thế này. Và ngày hôm nay tôi đang đứng ở đây và tôi đang rất là nóng lòng mong muốn được tìm ra The Next Gentleman và trao giải thưởng cho quán quân cuộc thi. Thank you so much. Cảm ơn anh Matthew.
bây giờ tôi mới biết.